Alo, bên kia là Pro Babylon và hai ekip. Bên kia là ba cung và một chém. Còn đây là Roman của đối thủ 45. BB lại cầm IA. Chip Boy cầm Hitty. No một cầm Katha. Như vậy bên kia ba chém, ba cung một chém, bên mình là ba chém một cung. Trận này chúng ta sẽ đến màn hình máy của game thủ BB. Em cầm Yamoto. Một trận thi đấu bên kia có hai ekip. À, có một Babylon và một Pearl. Một cái map có hai quân ekip là hai cung tuyển bên kia. Và chúng ta xem nhà của Phương Tú xem nào. Phương Tú cầm Roman. Game thủ màu 3 và game thủ màu 4 là những người cầm Egip. Còn game thủ màu 1 là Persian, màu 2 là Babylon. Hôm trước thì bên bên phía của các game thủ Thái Bình cũng có một trận thi đấu cầm 2 Egip. Và cũng quen quen. Nhưng mà không phải là map này. Mẹ là cái Ice, ice, all, 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 all